Thế Miu xin chào anh em nhá. Quay trở lại video clip của buổi sáng ngày hôm nay thì Miu đang thực hiện một video tiếp thị giới thiệu tới anh em hai cặp loa DX. Trong đó là một cặp 4731X, hai là cặp 4733X. Nói về chất âm của hai cặp loa này thì đều DX nên rất là mạnh mẽ. Hai cặp này cơ bản tuyển chọn kỹ bên trung tâm Miu. Thì tùy theo không gian diện tích để anh em chơi. Thì nói về 4731X thì sở hữu hai bát 30 từ 220 côm 100 và tép kèn cũng họng 100. Còn đối với 4733X thì cũng từ 220 côm 100 nhưng mà sở hữu hai bát 40 và họng kèn 100, đều thùng gỗ sơn sật cát tuyển chọn anh em nhá. Đấy. Thì ngày hôm nay thì Miu đang sở hữu hai cặp loa này rất là mới. Em nhìn từ màu bát đến mọi thứ của nó là hoàn hảo. Và đặc biệt thì Miu sở hữu một cục đẩy Crown của Mỹ Macotech 5002 VZ để đánh cho nó. Thì sau đây Miu sẽ mời anh em thẩm âm về chất âm của cặp loa 4731X này. Còn 4733X thì nó sẽ mạnh hơn. Sau đây mời anh em nghe chất nhạc của nó. Thì nói về đôi 4731X này thì Miu cũng đã có video clip giới thiệu rồi. Nó sở hữu vừa uy lực vừa sức mạnh, bao cho anh em chiến phòng 340 50 mét vuông thì cực kỳ đỉnh cấp anh em nhá. Cửa tiền ngoài 50 triệu thì chắc chắn anh em so với những đôi loa như 715 rồi thì 4726X thì những đôi đó không có cửa. Đây cho anh em nghe nhạc. Và đánh với crowd thì anh em biết rồi, đánh crowd thì đúng là hết thuốc rồi. Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Ngồi bên dãy ngân hà, giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, lâu chẳng gặp nhau. Tình lỗi nhưng đã say, trong chuyến bay vì không ước mơ gì. Người ơi nhìn thế muôn màu, nào ước mơ chi. Thì thực giữa đại dương, ngủ yên giấc ven rừng, bạn có biết chuyện này? Anh em thấy chất của nó thật sự là quá là phê luôn anh em.